Phim ảnh khắc họa đời thật qua những bộ phim đề tài gia đình từng làm mưa làm gió như Ba Họ Một Nhà, Mái Ấm Gia Đình, Sóng Gió Gia Tộc. Người hâm mộ có thể dễ dàng hình dung ra được phần nào đời sống văn hóa gia đình ở nơi đây. Xã hội Hồng Kông trong phim TVB hiện ra với bối cảnh hiện đại, nhịp sống hối hả, tác phong lao động rất Tây nhưng lại luôn coi trọng lễ nghi, phong tục truyền thống và đặt gia đình lên hàng đầu. Do đó bữa cơm gia đình là một trong những nét văn hóa luôn được người dân xứ Cảng Thơm gìn giữ. Những món canh Hồng Kông được nấu theo phương pháp hầm lâu trong nhiều giờ, không sử dụng nhiều gia vị mà chủ yếu lấy vị ngọt tự nhiên từ những nguyên liệu quý giá, bổ dưỡng. Khi dùng chỉ sử dụng phần nước để cảm nhận trọn vẹn sự tinh túy của món canh. Chính vì phải thực hiện cầu kỳ nên người nấu luôn đặt cả tấm lòng vào món canh. Bản thân người thưởng thức cũng cảm nhận được trọn vẹn tình cảm của người nấu. Đối với người Hồng Kông, canh không chỉ là món ăn mà còn là bài thuốc, là món quà thể hiện lòng thành. Hôm nay Quang Sư Phụ sẽ gửi đến mọi người một món canh thanh mát, uống hoài không ngán, mang tên canh hầm tuyết lê. Trước tiên, chần sơ sườn heo qua nước sôi cho sạch, sau đó bắt nước, nấu sườn cùng táo tàu trong 2 giờ đồng hồ. Trong thời gian đó sẽ sơ chế các nguyên liệu khác, cắt muối lê, táo, cắt nhỏ nấm tuyết. Sau 2 tiếng cho lê, táo, nấm tuyết, đặc biệt cho thêm trần bì vào, nấu trong vòng 1 giờ nữa là hoàn tất. Nước canh ngọt thanh, thoảng hương thơm từ trái cây, húp tới đâu là cảm giác tươi mới lan tỏa đến đó. Hoàn toàn tự nhiên không pha tạp bởi bất kỳ gia vị nào. Ngoài ra, canh còn có trần bì, được làm từ vỏ quýt phơi khô nhiều khi lên đến 3-40 năm. Có tác dụng điều hòa khí huyết, tiêu đờm, thông họng, nên vô cùng quý giá. Tàu xì được xem là hương vị quen thuộc không thể thiếu trong bữa cơm Hồng Kông. Thiên Đường Ẩm Thực mời bạn thưởng thức hương vị này qua món sườn hấp tàu xì bún tàu, nóng hổi nha. Đầu tiên, sơ chế khổ qua, cắt đôi, bỏ ruột, rồi ngâm trong nước đá, sẽ giảm được phần nào vị đắng của khổ qua. Tiếp theo, lần lượt băm nhuyễn các nguyên liệu tàu xì, gừng, tỏi, trần bì. Phi tất cả bằng dầu tường ăn cooking oil, cho đến dậy nên hương thơm và các nguyên liệu bắt đầu chuyển sang màu vàng hấp dẫn nữa là xong. Sư phụ nhắc là nhớ để lửa nhỏ vì tàu xì rất dễ khét. Ướp sườn với một ít gia vị, dầu hào. Và không thể thiếu là hỗn hợp tàu xì vừa nãy, trộn đều cho sườn thẩm thấu gia vị. Sắp bún tàu lên trên bề mặt khổ qua, sau đó xếp sườn ngay ngắn lên trên cùng. Mang đi hấp trong 30 phút là hoàn tất. Sườn mềm ngoài sức tưởng tượng, thơm hương tàu xì đặc trưng, bún sần sật, quyện cùng vị nhẫn nhẫn của khổ qua đã tạo nên một món ăn vô cùng thú vị. Trong bữa cơm hàng ngày không thể thiếu vắng món rau, vừa giúp cân bằng dinh dưỡng vừa cân bằng vị giác. Món cải Hồng Kông xào nấm ngay sau đây đảm bảo sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Trước tiên lạng mỏng nấm làm đôi như thế này rồi thả vào chảo. Cho thêm một ít nước xăm xấp, nấu đến khi sôi lăn tăn thì thêm dầu hào cùng một ít gia vị và bột bắp. Sốt chuyển dần thành màu nâu đỏ sánh lại là xong. Tiếp đến cho cải vào xào với dầu. Lưu ý xào vừa tới để cải vẫn giữ được độ xanh giòn. Giờ thì chỉ còn chờ bày biện ra đĩa nữa là có thể dùng được rồi. Thân cải giòn ngọt, thấm tháp với sốt nấm thơm lừng nóng hổi. Món tuy đơn giản nhưng lại vô cùng bắt cơm. Bạn có tin không? Còn Thiên Đường Ẩm Thực thì tin rồi đó. Wow, món ngỗng quay lừng danh khắp các bộ phim TVB đã xuất hiện tại Thiên Đường Ẩm Thực rồi nè mọi người ơi. Cùng chiêm ngưỡng xem sư phụ thực hiện tuyệt phẩm này như thế nào. Đầu tiên, ướp vào bụng ngỗng một loại muối đặc biệt của người Hoa, có màu ánh nâu và hương thơm đặc trưng. Thoa muối thật đều, rồi cho vào thêm các nguyên liệu như rễ ngò, lá cà ri, cam thảo, ớt khô, hoa hồi, gừng.
khéo léo ghim lại để giữ cố định các nguyên liệu lại bên trong. Sau đó trần qua nước sôi, chẳng mấy chốc da ngỗng đã căng phồng. Tiếp đến, rưới dầu màu đặc biệt phủ lên khắp thân ngỗng. Đây là bước quan trọng để món ngỗng quay có được màu sắc hấp dẫn như mọi người vẫn thấy đấy. Sau đó, hong ngỗng trong nhiều giờ để các nguyên liệu thấm sâu vào trong. Cuối cùng cho ngỗng vào lò quay liên tục trong suốt 2 tiếng đồng hồ. Trời ơi, lớp da căng bóng được bao phủ bởi màu đỏ nâu lấp lánh, trông mới quyến rũ làm sao. Có ai xem đến đây là thèm thuồng muốn thưởng thức ngay không nào? Đây đây, miếng thịt hoàn hảo, phân định rõ ràng 3 lớp: da, mỡ và thịt. Da giòn tan ngay trong miệng, lớp mỡ dần chảy ra thấm vào từng thớ thịt, giúp cho phần thịt bên dưới vừa đậm đà, béo ngậy, thơm phức, thấm đẫm gia vị, vừa mềm mại. Khi ăn kết hợp với tương xí muội chua chua, ngọt ngọt, càng làm kích thích vị giác thêm gấp bội. Bàn cơm gia đình thịnh soạn đã sẵn sàng để phục vụ cả nhà rồi đây. Chúng tôi xin nhắc lại, ở vòng này đội thắng được ăn, đội thua không được ăn. Và đội của Duy Khánh nếu thắng một lần nữa, có nghĩa là 2-0, nhận được phần thưởng lớn của chương trình là 10 triệu đồng. Yeah. Rồi, chúng ta sẽ phối hợp trò chơi này. Sẽ có một người đứng ở vị trí cục tạ đó để tạo một dáng yoga ban tổ chức quy định. Sau đó, hai người còn lại cùng nhau đi tìm một cặp hình giống nhau, sau đó lấy hình dán lên bảng đen. Đội nào trụ yoga lâu hơn thì tức là thời gian lâu hơn để đội kia tìm cái cặp hình nhiều hơn. Đội bên đây 1 phút thì tìm rất nhiều cặp hình giống nhau, còn bên đây 3 giây thì coi như không tìm. Ủa sao tự nhiên cái vụ xui vậy anh? Tại vì bên đây có đội có người lớn tuổi. Yên tâm, lớn tuổi không phải là thua đâu nha. Coi cái độ dai bền của nó nè. Rồi, rồi, bên mình cử ai tập yoga? Dạ, ba của con. Cố lên Chris, tụi em không tin anh. Rồi, bên mình cứ ai tập yoga? Tập cái gì vậy anh, mà tập động tác gì? Yoga. Rồi để em tập cho. Hai người nhìn nhau, lùi lại. Lùi. Rồi, chân trái đưa lên trước 40 độ, 40 độ. Đưa lên trước chứ ai kêu dở lên, trời ơi. Chân phải lùi về sau thẳng. Nửa. Nửa. Mặt ngửa lên trời nhìn bóng đèn. Hai tay song song lên trên. Nhìn lên trời, nhìn lên trời. 3, 2, 1. Ê, khoan. Không được nhón chân. Phì xuống, ghim phì xuống kìa. Đó. Hai tay thẳng, nhìn lên cục tạ. Và bắt đầu chưa anh? Bây giờ là đúng rồi, bắt đầu. Khi đúng rồi bắt đầu. Tay thẳng. Bắt đầu. Đội nào làm sai tư thế, lập tức bị ngưng. Đi đâu vậy chị? Kabuka của ai nấy xài nha. Kabuka của ai nấy xài nha. Trời ơi, dễ cắm à. Chị Bụi Ca rớt cho ba này kìa, chị Bụi Ca. Cố lên hai chị ơi, em tin hai chị. Cầm mẹ ba cái một lúc á. Lẹ đi vợ ơi, anh mỏi quá. Ủa kêu em à? Ờ, kêu em á. Ê, thật sự là không có hình nào giống nhau hết luôn á. Ủa, hay là hai thao là... Đây. Anh chết. Giống gì giống gì? Anh có mỏi không? Anh chết. Anh có mỏi không? Mỏi quá. Ủa, chị Diêu Kim Linh nè. Nhưng mà một con... Chị ơi, chị Diêu Kim Linh. Cái hình còn lại của chị đâu, chị Diêu Kim Linh? Lẹ lên, người ta dán nguyên cái trường học bên kia rồi kìa. Em hỏi chị có cái hình còn lại của chị đâu? Đợi đi. Chị ơi, còn lại chị đâu? Chị không có biết, đừng có hỏi nữa. À, chị Diêu Kim Linh còn lại nè. Ủa sao hết hình giống nhau rồi? Trời đất ơi. Từ từ. Chưa giờ em tập tạ mà mệt vậy luôn á. Em không có thấy hình nào giống nhau luôn á. Chung trình chơi mình rồi. Anh tìm chị Diêu Linh em hỏi á, để em hỏi chị trả lời á. Quá gì thôi. Rõ ràng chị chỉ cho em được một hình nữa đó. Anh ơi, anh tìm hình nào nhiều người nè, bác sĩ. Nè, bác sĩ nè, vô dụng. Thank you.
dừng lại, dừng lại, ghế thư viện dừng lại, ghế thư viện dừng lại, dừng lại. Ủa em không, không dừng lại. Ủa em vẫn đứng thẳng phạm luật, phạm luật, em phạm luật, phạm luật nó được. Hai bắt cầm lên vậy em được, phạm luật. Rồi nghỉ ngơi đi cưng, nghỉ ngơi đi. Anh Giang ơi, nó tạt bộ linh em. Giang ơi, tấn công. Rồi dừng lại luôn. Rít dừng lại. Tấn công em kìa. Trời ơi là trời. Tao chán thiệt luôn. Nói như vậy cũng không làm nên tròn. Nói chuyện với ba mà tao chán rồi. Hổn. Đây nào. 1, 2, 3, 4, 5, 1 cặp buga lấy được là 6. Đâu có này của em mà. 1, 2, 3, 4, 5 chấp luôn vẫn thua. Ủa 5 đều rồi mà. Bị lấy trộm 1 cặp vẫn thua. Trời ơi, em không tin là em ngồi, trời em không ngồi chị buga gì luôn á. Chị buga, mọi người thấy đó mọi người. Không tin nhận được. Đâu có 5 lần. Đây, 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 đây. Tản ra, tản ra. Cái này phải 1 cặp không? Nhìn cái coi nè. Ai dạ, ai dạ. Chị tôi hả chị ơi. Chị ạ. Em nằm mơ thấy anh. Thưa quý vị, đội bước vào đại tiệc tiếp tục là các bạn đó, xin chúc mừng. Yeah, chị này mình giỏi quá. Thưa quý vị, với cái vòng đầu tiên là những món nhẹ nhàng về điểm tâm, thì đây là bữa cơm gia đình. Những món kia chỉ là khai vị thôi. Thì thật sự là cái người Hoa là người ta có những cái món đặc trưng như là canh hầm. Canh hầm bây giờ mình hấp cái này mình nói chuyện tiếp về canh. Dạ. Nóng, nóng quá. Nóng, nóng quá. Thơm quá không anh, thơm. Đây là canh hầm trong nhiều giờ đồng hồ. Thậm chí họ có thể hầm cả ngày một nồi canh. Và văn hóa ăn canh của họ là một cái văn hóa là thường trực. Sáng canh, trưa canh, chiều canh, tối canh. Ngủ dậy, bệnh, hấp canh, tỉnh, đi làm. Hồi xưa em hay coi phim, em hay thắc mắc lắm. Tại vì lúc nào mà cái cô đó mà đi thăm cái nhân vật người yêu của mình á, cũng có thêm một cái cảm ơn, cái, cảm ơn. Cái canh á, xong mà cơ người yêu hấp đi. Đúng rồi, hấp canh để chi? Tại vì canh là thứ nhất là nó nóng, giải nhiệt cơ thể. Và canh này là không không có nêm gia vị, chỉ lấy cái nước ngọt tự nhiên. Và nó thấm nước từ từ, nó làm mềm đi. Yeah. Hấp canh là buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều, buổi tối. Hấp canh để cho khỏe. Hấp, hả? Bên đó có cái canh lòng heo vậy đó. Ừ, cái đó là về nhà mình hấp. Ừ, rồi. Mình ơi. Mình ơi. Khôn nhà dạy chợ mẹ nói có bao nhiêu lần rồi. Tiếng nhỉ nè. Sốt quá, sốt. Ây da đó, rất cái khăn. Ây da đó, cái khăn. Con đi về liền cho cô. Ủa, trường quá nhà người ta luôn vậy. Rớt cái khăn em đi lượm cái khăn thôi. Giang ơi, hôm nay mình có ăn cái thịt trong này đúng không anh? Đó. Trung ơi, Khánh ơi, chị bị sốt. Dạ chết. Ê, chị đi bây giờ đi bệnh viện. Thì Giang đi chùm đá đi, chùm đá đi. Hồi nãy Giang nói là hấp canh nó mới hạ sốt luôn vậy. Phải nói là cái nước là quá thanh, hiểu chưa? Nước là hầm từ lê táo nè, tiết nhĩ nè. Sốt quá sốt. Rất là ngọt và rất là thanh tao. Cái nước nó cực kỳ thanh luôn á. Nó cực kỳ thanh mà nó thanh cái vị. Đúng là anh Giang nói là cái vị tự nhiên. Chứ em không có cảm nhận được là cái vị của đường hay là mỡ gia vị. Đúng không? Đúng rồi. Và có một điều chúng ta phải lưu ý nữa, là trong thời gian chúng ta ăn những món này thì nên đưa cái động vật mà hồng kông này để chặt ra. Đó. Người đâu? Đây, à đây là có thêm một ít gọi là ớt xác và soy sauce. Đó, xuất xuất. Rồi sau đó có thể nào chuyển cái con này xuống nha, cho đầu bếp thường hạng chặt ra. Đó. Đừng nói ở dưới bếp chị sốt quá cơ còn cái. Cho chị Giang xin chén đá. À, xuống bếp này báo là cho in xin ít xả với gừng đó, chị Giang về nấu nước xong đi. Ngon quá anh ơi. Ngon sao? Ý là tại vì nó có thanh là tại vì trong đây nó có trái lê nữa. Đúng, chính xác. Dạ, nên là cái vị của nó rất là mát. Dạ, khi mình nuốt xuống rồi cái hậu của nó mát cái cần cổ em lắm. Mát lắm luôn á. Và đó. Trong xu hướng nấu ăn thời buổi hiện tại bây giờ hiện đại á, là người ta dùng trái cây và các loại rau củ để người ta nấu nước dùng trong các loại lẩu. Quá ngon. Xu hướng hiện đại không dùng động vật cũng như hồi xưa nữa. Dạ. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ dùng món tiếp theo. Đây. Wow.
nhìn hấp dẫn mà tôi bị sốt. Bị sốt hoài luôn á, mình chị tôi sốt không quan tâm. Cái thịt heo á nó chín vừa tới, và cái miếng làm cho mình mềm môi, và cái nước sốt của cái nước tươi này cũng ngon, và cái khổ qua là vị đắng nhẹ, vị đắng cân bằng lại những cái vị ngậy trong đây, rất là hay á. Cái thường để trong nó rất là mềm và nhai luôn được cái xương và rất là ngon giòn. Trời ơi, cái xương mình... mà Khánh nhai á nó là cái sụn sụn xương này, nhai không? Cái sườn nó rất là mềm mà nó đúng là sườn non thật á. Còn nó non quá, nó non mà nó mềm, nó sực nữa, và cái vị ngọt của nó cũng tự nhiên dữ lắm. Dạ đúng rồi, cộng thêm cái phần miếng nữa, với lại là nó kết hợp với lại cái khổ qua nữa, nên là kiểu ăn nó đầy đủ bằng, cái vị đắng nó cân bằng. Dạ đúng rồi, ngon quá trời. Dạ, ngon luôn. Cái thịt này á với cái khổ qua á cũng giống như là cái sự kết hợp của cái cuộc đời mình vậy á, là cái vị ngọt và vị đắng vậy đó. Giống như cuộc đời em gặp Khánh thì nó ngọt, nhưng mà gặp Trung nó đắng lắm. Còn vỡ tan là như thế đây. Nói chung là không, này nó cũng có lý nè. Dạ đúng, vị ngọt vị đắng, cay đắng ngọt bùi là cuộc đời ai phải trải qua. Dạ. Nhưng cay bùi đắng thì qua rồi, ngọt chưa có. Thật ra là em chưa giờ trải qua hết đó. Mà cái món đó thì bây giờ hát bài gì có chữ canh, trời hộp cái miếng canh. Có chữ canh hả? Cho chị hát được. Đi mẹ mai vui lo cô tôi. Đúng, tôi yêu cầu Buka hát mà chị Lê Giang hát Phạm Luật không ăn. Ôi chị nhanh quá à, chị chi rồi em chia cho chị rồi. Đổi chữ khác đồ anh, đổi chữ khác đồ. Chung đội mà, chung đội mà. Đây là trái gì? Trái đó là trái Lê. Hát bài gì của chữ Lê? Lê bước trong cái bài gì, Lê bước đó, cái bài gì? Tôi đi lang thang tìm trong bóng tối, nói bước xa về đâu khi đã mất em rồi. Đúng rồi, tiếp tục. Về đâu khi bao nhiêu mơ về đã vỡ tan, vỡ tan, vỡ tan. Về đâu tôi biết, đi về đâu, về đâu tôi biết, Lê về đâu. Tôi biết Lê về đâu đó. Tôi đi tìm Lê. Thôi mọi mày hát dở quá mọi. Thôi mày nghỉ ăn cho đầu. Rồi bây giờ chúng ta kệ họ đi ha, chúng ta anh đưa thử thách cho em đi. Thử thách gì? Khoan nè, bây giờ em hãy chọn thử thách. Tham gia chủ đề nha anh. Thứ nhất khoa học xã hội, thứ hai toán học, thứ ba văn học, thứ tư dẫn sinh học, vũ trụ thiên văn. Vũ trụ thiên văn học. Thì chọn đi, chọn đi. Văn học. Văn học. Văn học. Văn rồi học. Anh Giang mời ra câu đố. Đổi thừa dạ, nha. Dạ nên vậy. Phải đối là được với anh Giang nha. Lục bát. Lục bát là 68. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Câu tiếp theo. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Thua thì ngồi khóc, thắng được ăn. Ăn mà lóc chốc. Bị quánh tét đầu. Không phải rồi. Thua mà ngồi khóc. Thua mà ngồi khóc, thắng được ăn. Dạ. Có 7 chữ anh chưa có chữ. Bỏ bỏ đi. Không ra bỏ được. Đi. Vậy mà vẫn ngồi để suy nghĩ thì trả lời. Thì đó, không ra được. 68 nha. Nè, khổ qua với thịt rất ngon. Khổ qua với thịt rất ngon. Chia đều đồng đội là ngon hơn nhiều. Ăn. Trời ơi. Cô Giang thì cô Giang. Ôi em cho chị. Đại diện ơi, đại diện. Không, ai có công được ăn. Rồi, để chờ đợi sự đau khổ sẽ đến nè. Người đâu? Người đâu? Người đâu trời ơi? Trời ơi, sốt quá mà. Sốt quá. Em sốt. Cho miếng ngỗng đi. Kệ họ đi, mọi người chúng ta sẽ dùng cái món ngỗng quay ha. Dạ. Cho con Giang từ trước đây. Đây là món ngỗng quay. Ngon, chúng ta có thể tắm tương xí muội hoặc là nước tương nếu mình thích. Dạ, trời ngon quá. Phải nói là cái thịt nó rất là thấm, gia vị thơm, da giòn, và đặc biệt là cái mùi là không lẫn vào đâu được. Mùi rất là ngon. Đúng không Chris? Ngon đúng. Quá. Anh ơi, nó chia làm 3 lớp luôn. Một lớp thịt, một lớp mỡ và một lớp xuất da. Xuất sắc. Mọi người coi nè, cái lớp da của ngỗng nè, vàng ống mà nhìn thôi là thấy là giòn rồi mọi người.
đó. Mà em thấy cái phần mỡ cũng cũng mất đi nhiều rồi, tức là sẽ không còn quá nhiều mỡ nữa. Trời ơi, coi ăn nhịp đều kìa không. Ăn gì mà khí thế vậy trời? Ngon quá chị. Quá ngon anh ơi. Ngon sao? Dạ. Cái lớp da ở ngoài rất là giòn, xong rồi vô tới lớp mỡ thì rất là mỏng, vô lớp thịt ở trong thì nó rất là thẩm thấu những cái gia vị ở bên trong, nó từ ngoài vô nó hay vậy. Này nó hay vậy. Hay lắm, tại vì được ăn ngon là nói được liền. Dạ ngon quá. Quá ngon thật sự. Ngon thiệt. Cái nhỏng là anh nghĩ đó. Cái nhỏng là cái gì? Cái nhỏng là cái gì? Mấy tập nói hả? Nói chuyện với ba kiểu gì vậy? Cái nhỏng á thì nó có một vị mặn vừa phải, và trộn thêm cái nước sốt này á là nó vừa chua chua ngọt ngọt nữa, thì thích cái đó hơn. Chắc tại vì mình người miền Tây thích cái đó hơn. Thích cái gì đó quê mình đâu nè hả? Quê mình đâu nè? Kiên Giang. Một trận chúng ta chia sẻ Kiên Giang của chúng ta nha cả nhà. Bây giờ này, nói thì nói mình phải tôn trọng chị Lê Giang. Dạ. Bây giờ phải hỏi chị Lê Giang nè, chị có 5 giây trả lời câu hỏi này. Chó đó cô ơi, cơ hội đó cô. Ai cao đao? Em cao đao giùm anh. Dạ cao đao. À, con ngỗng khác con vịt ở chỗ nào? 5, 4, 3, 2, 1. Em chồng cơ. Cô hết giờ. Ôi mà con chưa có nói một hơi mai vậy, nói gì? Ủa con chồng cô có hỏi. Ủa, luôn á. Ủa cái đó. Gì vậy, nhà chồng đó? Lại nè. Ủa vậy hả? 5, nhà chồng. 4, 3. Là khác con vịt là cái chỗ khác tên. Đơn giản tên thôi. Hết giờ rồi. Hết giờ. Ôi. Tại vì mình phải nói nguyên văn cho nó trọn vẹn. Thôi bỏ đi. À, chúng ta dùng cái này để ăn. Ủa anh còn kẹt nữa. Từ từ. Mình có tự động, mình không có xin vậy. Hả? Được. Đây. Cải xào nè, với nấm nè. Giòn ha. Bây giờ đố kiệt nè, đúng không? Phải có qua. Dạ dạ đúng đúng. Dạ. Kiệt trả lời kiệt ơi. À, hãy chọn chủ đề mình muốn. Em chọn chủ đề tình yêu học. Tình yêu học. Dạ. Rồi. Tình anh, yêu thì anh có chỉ tình hỏi yêu. Về Khánh thôi nha. Trời. Có gom gọn chủ đề nữa. Em dám chắc không? Dạ. Người yêu vừa rồi của Khánh là ai? Ơ. Mình giấu tôi hả mình? Trời ơi, Khánh dễ thương quá con. Vũ vậy nè. Nói tôi là người đầu tiên của mình. Khánh mắt lông lên được kìa. Mắt lông lanh lên. Ok, mình ăn tiếp nè mọi người ơi. Ăn tiếp. Ôi, cái má hồng dễ sợ. Nói gì vậy con? Khánh chỉ khán giả truyền hình nghe liền. Nói liền. Là gì có tôi cũng muốn biết. Em còn đang sợ ế đây này. À, em là gì có người yêu chứ. Để bị diễn cái nét mặt gì. Cái nét mặt nó bị gì. Thôi ăn nè. Ok ngon quá. Ủa vậy là mình tôi không được ăn á mình. Ủa anh ơi, đố về món mình ăn nè. Thịt heo bạn biết. Dạ. À đây ai biết con heo? Em biết con heo. Có bao nhiêu cây xương sườn? Con heo có bao nhiêu cây xương sườn? Có nhiều cây xương sườn đón đại con đi. Heo có. À em biết rồi. Con heo có 12 cái rưỡi. Tại sao? Cái khúc cuối của nó hẹp lại nên nó chỉ còn nửa cái thôi là tính rưỡi, còn mấy cái kia là 12 cái. Đó mình phải dỗ kiến thức khoa học sai lệch. Mình phải dỗ troll trên mạng á. Nói chung là bây giờ chúng ta sẽ ăn cái món này nè, anh vừa ăn rồi. Anh, rất anh, rất là giòn. Em, anh ơi. Rất là giòn luôn á. Gấp ăn. Gấp đi kìa. Ui. Cải rất giòn và ngọt. Xào kỹ nhưng mà không bị không bấy bấy bị mềm quá. Không, bị cải giống như rất giòn và ngọt anh ha. Ngọt em quá. Em xào ở nhà làm anh ăn không được. Thôi nào. Xào xong bữa. Cải rất giòn và ngọt thưa cả nhà. Cộng với lại cái mùi vị của nấm ở trên thì nấm. Nói đi. Con nói cho mẹ nghe nữa, mẹ mặt nè. Nhìn mọi người nói. Rất ngon. Ngon lắm. Không? Ngọt không? Ngon quá. Giòn không? Thật giòn. Ngọt không? Dạ ngọt. Thanh không? Thanh thật. Đúng rồi, cho đàn em xong. Anh. Còn em nữa, em muốn ăn cái này nè. Anh chở coi, phải trả lời chân thật. Dạ, em trả lời chân thật. Người yêu vừa rồi tên gì? Dịp tiên. Vừa rồi là sao? Đúng rồi, quá khứ. Đúng mới rồi. Vừa rồi đó. Đúng rồi, quân cá. Đánh vô đi, con cần lấy ra chi nữa. Ngủ là ngon quá. Là kết thúc chuyện tình mình này, chấm dứt. Chuyện tình mình là mất hết. Thôi sao mắt chị Long lên vậy, thôi có gì đâu. Thì đừng khóc thôi, chơi vui không? Chơi vui không khóc một càng. Thôi đừng có khóc. Chơi vui không khóc, chơi vui không khóc. Ăn uống mà tự nhiên chị khóc vậy, tụi em ăn sao ngon. Chị nói gì đâu. Muốn thương nữa. Ăn gì đồng đội, ăn mà. Nhưng mà chị khóc gì cái chuyện gì, chị khóc gì đồng đội đây là chị khóc gì cái gì. Ăn ngon quá khúc. Sao? Chị hát kìa, xin hát. À kìa kìa, chị Lê Giang hỏi kìa. Dạ. Chị hát kìa, cô hát cô ăn. Dạ 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 dạ. Thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta đến vòng tiếp theo. Xin cảm ơn mọi người. Ủa gì vậy?
chị em chưa được hát.